Kính thưa quý khán giả, hãng xe công nghệ Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam sau 6 năm hoạt động, được ví như có thêm một kỳ lân gục ngã, làm nóng lên thị trường gọi xe công nghệ sẽ về tay ai. Liệu các tên tuổi của Việt Nam có vươn lên giành miếng bánh lớn trong thị trường? Tuy nhiên, vấn đề nóng hơn đó là hầu hết các lái xe công nghệ, trong đó có cả giới trí thức, đều âu lo vấn đề an sinh xã hội bị bỏ trống. Đây chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với tiêu đề Hàng trăm ngàn lái xe công nghệ thấp thỏm an sinh xã hội. Bây giờ mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, ngay từ đầu tháng 9, ngay khi Gojek thông báo rời khỏi thị trường Việt Nam, nhiều đối tác tài xế của hãng xe này đã bắt đầu làm lý lịch tư pháp để chuyển sang chạy cho các hãng xe công nghệ khác. Và cho đến hiện tại, các hãng xe công nghệ như Grab, Be, Sun FM là một số hãng vận chuyển luôn trong tình trạng quá tải, tài xế đến đăng ký. Việc các lái xe công nghệ phải nhanh chóng tìm việc ở các hãng mới cũng không có gì khó hiểu, bởi họ không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như tất cả các quyền lợi liên quan đến an sinh xã hội. Nên khi mất việc gần như không có một khoản trợ cấp nào, vì thế phải nhanh chóng tìm việc mới để mưu sinh. Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển ngày càng đa dạng, không chỉ con người mà còn hàng hóa, thì những lái xe của Gojek có thể sẽ nhanh chóng tìm được việc mới. Nhưng vấn đề an sinh xã hội cho nhóm lao động này một lần nữa khiến nhiều người băn khoăn. Những năm gần đây, lái xe công nghệ không còn là công việc kiếm thêm lúc nhàn rỗi nữa, mà đã trở thành một nghề chính của rất nhiều người. Thậm chí số lượng người tham gia công việc này đang không ngừng tăng nhanh về số lượng. Không chỉ người lớn tuổi, không có việc làm, mà ngày càng nhiều người trẻ, người tốt nghiệp đại học cũng chọn lái xe công nghệ là điểm dừng chân trên hành trình nghề nghiệp. Quả thật xót xa và không công bằng cho nhóm lái xe công nghệ. Họ dành từ 8 đến 10, thậm chí 12 tiếng mỗi ngày cho công việc này. Chưa hết, do phải di chuyển liên tục bên ngoài đường, nên lái xe công nghệ phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng lại không có sự chăm lo về an sinh xã hội, không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và rất ít người có khả năng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên phải chịu thiệt thòi. Lý do được đưa ra cho việc lái xe công nghệ chưa được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bởi họ chỉ được coi là đối tác tài xế, chứ không phải là đối tượng có hợp đồng lao động với các hãng xe công nghệ. Họ vui, họ rảnh rỗi thì chạy, buồn hoặc bận công việc có thể tắt áp, dẫn đến thu nhập không ổn định. Nên việc tính toán mức đóng hàng tháng như thế nào cũng là một thách thức. Chưa kể không ít tài xế chưa mặn mà với việc này bởi thu nhập càng ngày càng giảm. Do có nhiều người cùng vào nghề nên chi phí hoa hồng trích lại cho công ty cao. Nếu phải trích thêm để đóng bảo hiểm xã hội thì khó khăn lại thêm khó khăn. Hiện các hãng xe công nghệ cũng có các chương trình hỗ trợ như hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, hỗ trợ một phần chi phí bảo hiểm sức khỏe. Nhưng tất cả là chưa đủ, nhất là trong trường hợp người lao động mất việc như câu chuyện của Gojek. Hay như thời điểm đại dịch Covid-19 vừa qua, không ít lái xe công nghệ cho biết thời điểm đó không được chạy xe, lại không có bảo hiểm xã hội, nên không nhận được hỗ trợ nào, vì thế hết sức khó khăn. Thực ra, không phải đến khi Gojek chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam, hay trước đó là Bemin, thì vấn đề chăm sóc an sinh xã hội nói chung cho lái xe công nghệ mới được nhắc tới. Một hai năm trở lại đây, vấn đề này đã được bàn tới khá nhiều. Đặc biệt, trong thời điểm lấy ý kiến về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trên diễn đàn Quốc hội. Nhiều đại biểu cử tri cho rằng cần đưa đối tượng tài xế xe công nghệ vào nhóm đối tượng bổ sung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tạo thêm ràng buộc về trách nhiệm của công ty với người lao động, đảm bảo quyền lợi của nhóm người lao động này, nhất là khi có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng do thu nhập của tài xế công nghệ không ổn định nên cơ quan quản lý cần nghiên cứu mức đóng theo thu nhập thay vì mức cố định như theo lương tối thiểu vùng. Chưa hết, các chuyên gia cũng cho rằng cần nghiên cứu xã hội học để định hình tương lai về nhu cầu nguồn nhân lực này, để chúng ta có những giải pháp trong vấn đề giám sát, đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động trong lĩnh vực này. Hiện nay, dù luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, nhưng lái xe công nghệ vẫn chưa thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và những lái xe công nghệ vẫn thấp thỏm với chính sách an sinh xã hội. Cả nước hiện có 200.000 lái xe công nghệ, gồm cả xe máy và ô tô, phần lớn là từ 25 đến 35 tuổi, nhưng chỉ 7% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quay trở lại với thị trường xe công nghệ, bắt đầu vào Việt Nam từ tháng 8 năm 2018,
với cái tên GoViet. Kỳ lân đến từ Indonesia này được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc quyền của Grab sau khi Uber chính thức chia tay thị trường, cũng như tiền lệ từ các đàn anh đi trước. Ngay khi vào thị trường, GoViet đã tung rất nhiều chương trình khuyến mại khủng để thu hút người tiêu dùng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 tuần hoạt động chính thức tại Việt Nam, đại diện Rolls-Royce lúc đó tự tin tuyên bố nắm trong tay 35% thị phần xe ôm công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, 1,5 triệu lượt tải ứng dụng cùng 35.000 đối tác ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Song càng có mặt lâu thì các vấn đề của kỳ lân này lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là phải kể đến việc triển khai dịch vụ mới. Trong 3 năm đầu tiên ở Việt Nam, Rolls-Royce chỉ có 3 dịch vụ liên quan đến xe hai bánh là Rollride, vận chuyển, GoFood, giao đồ ăn và Rollsend, giao hàng. Phải đến năm 2021, hãng này mới phát triển thêm dịch vụ xe bốn bánh. Việc mở rộng phạm vi kinh doanh cũng khá chậm chạp. Trong năm đầu tiên, ứng dụng vẫn chỉ dừng chân ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2023, hãng mới phủ sóng thêm hai địa phương mới là Bình Dương và Đồng Nai. Sau gần 2 năm hoạt động, những con số cập nhật mới nhất từ công ty nghiên cứu Q&Me cho thấy lượng người dùng trung thành của Rolls-Royce đã bị thu hẹp đáng kể, xuống còn 7%. Đứng vị trí thứ tư sau hai cái tên quen thuộc là Grab, Be và Tân Binh Xanh SM. Một báo cáo khác cũng cho thấy doanh thu năm 2023 của Rolls-Royce chỉ ở khoảng 200 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước đó. Doanh thu giảm, các khoản lỗ cũng lớn dần lên. Được biết, Rolls-Royce liên tiếp thua lỗ và đến cuối năm 2023 đã lỗ lũy kế gần 5.700 tỷ đồng. Việc Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, sự chuyển mình của các hãng taxi truyền thống và sự phát triển nhanh của các hãng gọi xe công nghệ trong nước khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Thêm nữa, chi phí của các doanh nghiệp ngoại thông thường sẽ cao hơn các doanh nghiệp nội, nên việc rút lui khỏi thị trường khi không hiệu quả cũng là phù hợp. Quay trở lại với khảo sát của Q&Me về thị phần xe công nghệ Việt Nam quý 1 năm 2024, thì Grab chiếm 42%, Be 32%, Xanh SM 19% và Rolls-Royce 7%. Sự trượt dốc của Rolls-Royce một phần nguyên nhân có lẽ đến từ sự vào cuộc quá mạnh của Xanh SM. Gia nhập thị trường vào tháng 4 năm 2023, chỉ sau 7 tháng, đến cuối năm 2023, Xanh SM đã sở hữu đội xe gồm 17.000 ô tô và 15.000 xe máy điện, cùng gần 40.000 nhân sự. Đến cuối tháng 6 năm 2024, Xanh SM sở hữu hơn 30.000 taxi điện, có mặt tại 45 tỉnh, thành phố, hợp tác với hơn 35.000 doanh nghiệp đối tác và thu hút hàng ngàn tài xế, phục vụ hàng chục triệu khách hàng. Rolls-Royce rút lui. Chắc chắn cả ba cái tên còn lại sẽ tăng tốc để chiếm lĩnh thị phần. Hiện Be và Xanh SM đang chiếm quá nửa thị trường. Nhưng nếu tách rời từng thương hiệu, thì cuộc đua cũng sẽ khá khốc liệt. Đặc biệt, không ít người chờ đợi sự bứt tốc của Xanh SM trong thời gian tới, khi hãng này đã có những bước khởi đầu đầy ấn tượng trên thị trường. Gojek rút lui, thị trường mất đi một thương hiệu, các doanh nghiệp mất đi đối thủ cạnh tranh. Nhưng liệu người tiêu dùng có thiệt thòi hơn khi số doanh nghiệp tham gia ít đi? Giải thấy các yếu tố để người tiêu dùng quyết định lựa chọn một hãng xe công nghệ thông thường sẽ bao gồm đặt xe dễ dàng, giá cả cạnh tranh, khuyến mãi nhiều, trải nghiệm tốt. Và đương nhiên, khi các hãng đi vào cuộc đua khuyến mại, cải tiến chất lượng dịch vụ thì người tiêu dùng được hưởng lợi đầu tiên. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng nên khó có thể đoán được liệu có thêm cái tên mới nào tham gia vào thị trường hay không. Song theo hãng nghiên cứu thị trường Modern Intelligence Ấn Độ, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam năm 2023 đạt quy mô 727,73 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 ước tính đạt 880 triệu đô la Mỹ và dự kiến đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng 19,5% trong giai đoạn 2024-2029. Tất nhiên, cũng phải nhìn hai mặt của một vấn đề: khuyến mại nhiều, khủng thì khách hàng thích, nhưng các doanh nghiệp sẽ không thể mãi đốt tiền. Khuyến mại giúp thu hút khách hàng, nhưng lại khiến cho doanh nghiệp đối mặt với áp lực tài chính lớn. Lâu dần, điều mà doanh nghiệp cần mang đến sẽ phải là chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng, những yếu tố tạo nên sự khác biệt hóa của thương hiệu. Chỉ như vậy mới có thể vững bước trong một cuộc đua cần sự bền bỉ.
và dễ thấy lính mới như Sun SM ngay từ khi chào sân đã để lại ấn tượng tốt cho nhiều khách hàng nhờ những trải nghiệm tốt mà đội ngũ tài xế của hãng này mang lại cho khách. Chưa hết, việc sử dụng 100% xe điện cũng giải quyết được bài toán không phát thải, không mùi xăng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.